đặt hàng trước của cô rồi nha cả nhà mình nha. À, bây giờ là đây mọi người, bây giờ là 14 giờ nha. Cô mới có chuẩn bị để đẩy xe ra ngoài bán thôi, nhưng mà cô chưa kịp đi ra khỏi cửa nhà nữa là đã có rất là nhiều khách hàng biết ốc của cô trên mạng đó đi đến tới nhà cô để mua cho cô luôn nè. Cả nhà mình ơi, bây giờ là cô mới chuẩn bị dọn hàng ra để bán nha. Thì cô chưa kịp đẩy xe đi nữa là đã có khách tới tận nhà mua tới 8 bọc bút bu luôn cả nhà mình. Chị cho em hỏi chị ở quận mấy hả? Chị cho em hỏi chị ở quận mấy qua đây mua? Dạ em ở quận 11. Ồ, vậy hả? Đi 3 bữa mới tìm được luôn hả? Mọi người ơi, bây giờ là có một em trai chạy GoFood nè, chạy GoFood qua mua ốc của cô Mớm nữa nè mọi người. Bây giờ ốc của cô Mớm nổi tiếng quá, cả luôn GoFood luôn nữa nè. Là dễ mà chỉ vậy. Bỏ chung luôn. Tại mỗi một phần là bịch nước mắm. Nè đây, sợ tâm này nó lụng. Đó, nó bị sợ tâm này luôn luôn. Tâm kia là nó lụng. Cô Bốn giàu quá, trời giàu rồi. Cô xài tấm giấy. Giờ là cô chơi bằng tấm giấy luôn. Ở quận 7, trời nhà quận 7 nè con ơi, mua giùm một bịch. Cái này mua giùm cho khách thôi, tặng cho con một bịch nha con. Tặng con bịch cho con. Đây em tới nè. Rồi tặng con bịch. Cái này con mua cho con một bịch kia nha. Rồi tặng con bịch. Rất là cảm ơn con. Rồi tặng con một bịch lấy thảo nha. Ồ tặng bịch luôn. Rồi tặng bịch luôn. Trời ơi ở tới quận 7 rồi. Anh trai nữa kìa. Cha ăn gì cha? Ba này ba kia. Rồi, ba này ba kia. Ba này ba kia. Ba nào? Ba gạo ba bu. Ba gạo ba bu. Chắc kiểu này là anh này là đã có đặt hàng trước của cô rồi nha cả nhà mình nha. Ba gạo ba bu đưa ba bu. À bây giờ là. Mình biết ngày trong nhà mua đi. Đây mọi người, bây giờ là 14 giờ nha. Cô mới có chuẩn bị để đẩy xe ra ngoài bán thôi, nhưng mà cô chưa kịp đi ra khỏi cửa nhà nữa là đã có rất là nhiều khách hàng biết ốc của cô trên mạng đó đi đến tới nhà cô để mua cho cô luôn nè. Đây anh trai chụp hình rồi đấy. Anh này ở tận quận 7 nha cả nhà mình. Nhìn trên xe của cô lúc nào cũng nổi bật với cái hũ nước mắm thần thánh hết tại cả nhà mình. Đây là cái xe ốc của cô Mó mà chuẩn bị mang ra này. Rất là nhiều ốc luôn. Mọi người ơi, hôm nay cô Mớm đẩy ra đó thì cô Mớm mới đưa vừa được đẩy ra tới cái chân của chợ Phạm Hiển là khách đã mua của cô Mớm rồi cả nhà mình nha. Đã có mấy người bu mua luôn rồi nè. Mọi người ơi, bây giờ là cô Mớm dọn hàng ra này nè mọi người. Rồi bây giờ là bóng dáng cô và chiếc xe ốc đã đẩy ra đúng điểm hẹn bán ốc luôn nè cả nhà. Đây, trong lúc cô đang đẩy đi á, là có người ghé mua ốc của cô nên nè. Rồi bây giờ là cô Mớm đã đến đúng ngay cái điểm hẹn mà cô Mớm thường hay bán nè mọi người, là ở trước cửa ngay chỗ trung tâm bồi dưỡng chính trị của quận 8 nha cả nhà mình. Đây, bây giờ khi mà cô tới đúng điểm hẹn là khách sắp tới mua được luôn rồi nè mọi người ơi. Rồi.
cô mới tới là đã có khách tới mua được đồ luôn rồi. Bây giờ là khách mua bao nhiêu vòng thì cô cứ đưa cho khách thôi, không có còn ốc cũng như mấy bữa trước nữa nha cả nhà mình. Bây giờ cô mớm đã già bọc sẵn hết rồi, chỉ có một số ít cô để ở ngoài thôi. Hôm nay là cô mớm có thêm một loại ốc nữa, đó là ốc hương nha cả nhà. Tí xíu em sẽ mua ốc hương của cô mớm về rồi em review cho mọi người xem nha. Ốc nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn nè cả nhà mình ơi. Khi mà cô đẩy tới nhà chăn trước cửa chỗ bởi hôm một cô thường hay bán mọi người là đúng 15 giờ nha cả nhà, 15 giờ. Nhưng mà khi mà thấy mặt cô bán ở đây là khách tới mua nượp luôn cả nhà ơi, bán không kịp luôn á. Hôm nay là bự hơn mọi hôm nữa nha cả nhà mình. Ốc dạ bữa nay là bự hơn, phải lên giá cho con. Tại bịch bự quá trời, ký luôn mấy lần nè. Đúng rồi, bọc nặng quá nè. Bịch nặng quá trời nè các con ơi. Để nặng quá chết luôn. Đúng rồi. Bự quá trời luôn. Cho bịch ốc hương. Ốc to hơn mọi hôm mà cô đâu vô bọc bự nữa, cho nên là giá ốc gạo hôm nay là 60.000 một bọc nha cả nhà. Ốc gạo hôm nay là 60.000 nha mọi người, 60.000 nhưng mà nhiều ốc hơn mỗi hôm nữa và ốc to hơn nữa, cho nên 60.000, không có còn giá 50.000 nha mọi người. Tùy hôm, ốc sẽ tùy hôm mà giá cả có thể dao động trên lệch 10.000 nha cả nhà mình nha. Giờ cô ra đây là cô không có kịp bán luôn, tội nghiệp. Cô thức từ sáng cho tới bây giờ. Khi mà cô muốn đứng bán á, là đứng ngược ánh nắng mặt trời, cho nên khi ánh nắng dọi vô mặt cô làm cho cô rất là mệt. Cô phải chùi mồ hôi lia lịa luôn cả nhà mình. Rất là tội nghiệp cô. Ốc hương 70 chút. Dạ. Dạ bán một phần vô bọc sẵn là 70.000 đó chú. Cái này là bốn cái dạ này, bốn cái dạ không thấy nào đâu.
Ốc hương là 70 ngàn, còn ốc gạo là 60, ốc bu thì ốc bu bao nhiêu cô? Ốc bu 60, ốc gạo 60, ốc hương 70 nha mọi người. Dạ chú làm ơn cho hỏi là chú ở quận mấy tới đây? Quận Bình Thạnh. Ồ trời ơi, Bình Thạnh luôn hả? Chú có hay qua đây mua không? Mới qua lần đầu á, kiếm ở quá trời. Lần đầu luôn hả? Kiếm quá trời luôn hả? Nãy giờ chạy vòng vòng kiếm nè, ghé nhà thơ chạy vòng vòng. Dạ. Tính đó đi về á, quay lại thấy bà. Hên nữa hả chú? Tội nghiệp không? Dạ phải chạy về đó. Dạ. Nhưng mà cũng may là tới mà còn ốc để mua chú ha, tưởng hết rồi hả? Tưởng hết rồi. Dạ. Hay hết mà tưởng hôm nay nghỉ bán. Dạ. Đây là mọi người, em ra ngoài xa này em quay toàn cảnh xã ốc của cô mớm luôn nha mọi người. Đây cô mớm mới đẩy xe tới thôi mà khách mua quá trời luôn nè. Dạ em chào chú, cảm ơn chú. Chị mốt gì chị? Ốc gạo hả? Cô ơi cho một bọc ốc gạo ngoài này nè cô. Ốc gạo 60 chị. Rồi bên này là em bán phụ tiếp cô mớm nữa nè mọi người ơi. Cô mớm bán không sể rồi. Đây. Nhìn mặt cô rất là bơ phờ luôn nè. Thở một cơn hơi luôn. 30 trước đây nè. Thôi 30 đi trước đi. Ốc hương thì 70. Một ốc hương một ốc gạo nè cô. Cô ơi, một hương một gạo ngoài này nè. Thủy, cô Thủy, một hương một gạo cho khách ngoài này nè. Một hương một gạo. Bu. Có bu. Rồi vậy là một bu một hương. Giờ khách tới là còn ốc nào mua ốc đó thôi, kẻo hết nè. Đây. Đây một buông một hương nè cô. Đây. Một buông một hương. Một buông một hương cho ba nha. Có lại ba. Từ từ. Đợi đợi chút cho chị. Cô hơi lu buông chút. Mới 30. Chị ở quận mấy? Ba quận 8 hả? Có hay tới đây mua không? À mới luôn hả? Dạ cũng là khách mới nữa nè. Bye ca. Dạ canh tí xíu nè, chắc khoảng 50 phút nữa là tới được luôn. Ai, cô rất vui vẻ nha, khách xin thêm một bọc nước mắm nữa là cô cho hết luôn. Lần đầu coi trên mặt nhà cũng gần đây. À nhà gần đây hả? Dạ cảm ơn anh chị. Toàn là khách mới thôi mọi người. Đây khách tới nữa nè. Em trai cho chị hỏi là em có hay lại đây mua ốc của cô không? Lần đầu tiên luôn hả? À em ở quận mấy? Quận 10. À, đây là một em trai ở quận 10. Cũng là lần đầu tiên tới đây mua ốc của cô mớm nè cả nhà mình. Anh trai mua ốc gì anh? Một qua cô một ốc bu cho anh trai mặc áo trắng. Dễ thương không? Cô chưa có vợ đây. Cô ở hàng xóm của cô nè. Ai con gái cô không? Đang chồng đập vợ còn chưa mà thấy em còn nhỏ anh cua để già. Mặc dù cô bán rất là mệt nhưng mà cô lúc nào cũng luôn nở nụ cười trên môi và nói ra những cái câu hài hước để giúp cho mọi người được vui vẻ và cũng như cô là đỡ mệt nhà mình. Ai còn với ai với ngọt bắp bươm tính tiền đi rồi xong rồi. Này những em gái hot girl xinh đẹp tới đây mua ốc của cô nữa nè. Thank you.
tăng không? Ốc gạo tí xíu mới đổ lên nữa. Bây giờ là đang có ốc hương dốc bu. Cô cho anh này một hương một bu nè. Ốc hương một bu. Trời đông luôn. Dạ anh cho em hỏi anh ở quận mấy? À quận tư hả? Anh có hành tí đây mua không? Lần đầu tiên nữa hả? Dạ. Nè cô, một bu nè cô. Không có hương đây. Đây nè. Đây, 731. Một buông một hương cho anh này. Tội nghiệp anh này không? Đi kiếm cô nãy giờ vậy mới gặp hả anh? Hỏi đường luôn. Đây dạ. Tại vì giờ cô mới vừa đẩy ra được khoảng chừng 15 phút anh. Anh là cũng mới lần đầu đến mua anh. Đây, một buông một buông. Một hương một bu nhiêu vậy? Một bu một bu 130. Khoan, lấy ốc lấy tiền anh ơi. Cô làm một hương một bu cho anh này nè. Bây giờ là cô mớm bán không kịp rồi mọi người ơi. Dôm ha. Dạ. Đi đó con phụ đây luôn. Bây giờ là chú đang bận cho nên một mình cô làm không xuể mọi người ơi. Một hương một bu. Một hương một bu. 130. Có 20. Dạ. Thấy chưa? Tội nghiệp anh trai này đi tìm cô nãy giờ luôn giờ mới gặp nè. Vậy hả? Tội nghiệp không? 2:30 lúc đó là cô mới vừa đẩy gần tới cầu à. Đẩy chạy vòng nào không đâu thấy không? Dạ. Đâu con nước mắm cô xuống mắm đây đâu tới cô đây ở đây cô. Khoan để chờ cô cái cô không. Quên lấy nước mắm bên này thấy không? Quên. Quên. Ồ, bất vả quá. Đây cô giúp nhà, giúp nhậu mọi người. Tại sao cứ mình coi rồi để cô quấn hết trên cô biết đừng chạy đâu nha. Ai đó trước rồi cô ấy trước luôn. Rồi 60. Một bu già 60. Rồi cảm ơn. Dạ chú cho hỏi chú có hay tới đây mua không chú? Mới mua lần đầu. Lần đầu luôn. Dạ cảm ơn chú. Trời cô ơi, tỷ phú mà mình để tiền nhưng mà mình bán lu bu á, mình không kiểm soát được là mất tiền của mình luôn á. Đòi hồi nãy ha. Dạ. Rồi, giờ tiền lẻ không mà. Cô bán cho con một phần ốc hương ơi cô. Rồi. Bây giờ em sẽ mua một phần ốc hương nha cả nhà. Về rồi em review cho mọi người. Rồi. Đây. À còn ốc hương, ốc bu lắc cái đó con. À ốc hương ngon. Ốc hương ngon lắm anh. Cô rửa sạch lắm. Rửa má nhìn da luôn. Rửa mòn tay luôn á. Rửa má nhìn da luôn. Ốc à, em mới vừa mua được một bọc ốc hương rồi nè nha mọi người. Em ráng tranh thủ. Chứ không thôi nè, nhìn cái rổ của cô là đã hết rồi nè. Cho nên là em phải tranh thủ mới được. Cô để nước mắm con chưa? Chưa. Mọi người ơi, em mua một bọc ốc hương nhưng mà cô chỉ bán ốc thôi chứ không để nước mắm cho em. Hên là em nhìn lại chứ không thôi là về là xong luôn rồi. Không có nước mắm là chắc ốc hương này chấm muối tiêu luôn á. Nhiêu đây là còn khoảng bao nhiêu ký cô? Này á. Dạ. Hồi đó giờ cô mới cần cô mới biết. À dạ. Từ xưa tới giờ. Cứ mỗi hôm là cứ làm một rổ này. Dạ. Bây giờ là khách hơi giãn giãn chút tí nè mọi người. Tại vì giờ hết ốc hương và ốc gạo rồi.
bữa nay cô lên tin 200 ấy quên. Hai chục. Nói gì hộp? Nói gì hộp kinh nói gì vậy? 20. Ốc hương mắc lắm. Ốc hương này hả, mua ngoài chợ Bình Điền mắc lắm á. Đâu có rẻ đâu, mà về cái công mình làm nó cực lắm. Đây bây giờ anh Ngô Việt này là dặn trước luôn nè. Dặn ốc trước cho cô luôn nè, để khi mà ốc ra là có lấy liền luôn. À, mọi người ơi, đây là hộp ốc hương mà lúc nãy em mua của cô Mớm á. Bây giờ em sẽ review ăn ốc hương cho mọi người nha. Đây, đây là bột nước mắm thần thánh mà giúp cho tên tuổi của cô là ngày càng nổi tiếng, ai cũng biết đến cô hết. Bây giờ em sẽ mở ra nha mọi người. Bây giờ em sẽ mở nước mắm ra. Vậy em sẽ đổ nước mắm vô nha cả nhà mình. Đây là chén nước mắm thần thánh nổi tiếng của cô Mớm nha cả nhà mình nha. Đây là hộp ốc hương. Đây em quay ra cho mọi người xem. Tèn tèn tèn. Đây. Một hộp ốc hương như vậy là có giá là 70.000 nha mọi người. Đây, em sẽ đưa gần lại cho mọi người xem này. Đây, một hộp ốc hương như vậy là có giá là 70.000 chứ. Em độ khoảng cái này là chắc cũng gần nửa ký ạ. Để em ra ngoài này em cân thử nha, tại nhà em có cây cân á. Đây mọi người, bây giờ là cây cân ở nhà em rồi nha. Đang chỉ ở 00 á, bây giờ em sẽ đưa lên cân thử xem là cái hộp này nó được bao nhiêu gram nha mọi người nha. Wow. Nửa ký nha mọi người. Hộp ốc hương 70.000 được nửa ký lô nha mọi người nha. Rồi bây giờ em mời mọi người ăn ốc hương cùng với em nha. Đây mình là mọi người, đây là thịt của con ốc hương nè. Ốc hương này cũng to nha, to bằng đầu ngón tay cái của em luôn nè. Rồi nha, bây giờ em sẽ lại cái thịt nó ra. Em ăn thử cho mọi người xem như thế nào nha. Đây. Ngon quá mọi người. Ốc hương tươi, giòn, không có cát, ăn rất là hấp dẫn. Ốc hương rất là mắc nha mọi người, nhưng mà cô bán một hộp như vậy nửa ký lô mà chỉ có 70.000 thôi là quá rẻ, rẻ lắm luôn á. Ốc hương rất là tươi, ăn rất là thơm và béo của cái ốc đó mọi người, rất là béo của cái ốc nha. Đây nè, đây là thịt của ốc hương nè mọi người. Ngon quá.
em ăn nãy giờ thì cũng chưa có thấy có con ốc nào mà nó hơi hồi hơn tí xíu, chưa thấy. Để em ăn thêm vài con nữa xem có hay không. Ở lại em nói mọi người nghe, cuộc sống mà đâu có gì gọi là hoàn hảo. Với lại ốc này á, số lượng nhiều quá. Đôi khi cái người giờ mà bán cho cô mớm á, cũng họ cũng không biết là có con nào chết hay không đó. Thì ốc cả trăm hàng vạn ngàn con, cho nên mình đâu biết được là con nào sống con nào chết. Nhưng mà khi mà mình ăn như vậy này là mình mới cảm nhận được là cái độ tươi của con ốc nó như thế nào mọi người nha. Thí dụ như mà mình ăn á, có vài con nó hơi chút xíu, nó không có tươi bằng những cái con khác á. Rồi thôi, em mong mọi người là cũng có thể là tâm chế bỏ qua cho con mớm. Tại vì mình cũng không có thể nào kiểm soát được. Như mình à, đôi khi mình mua ốc về ở ngoài chợ, mình về nhà mình làm á, đôi khi là nó cũng đâu có tươi nhiều như vậy đâu. Cho nên là mình không thể nào mà mình trách con mớm được nha. Với lại đôi khi có những cái loại ốc á, nó rất là cát, mặc dầu là cô rửa rất là nhiều nước nhưng mà nó cũng không thể nào mà sạch được như cái mình yêu cầu, nó cũng vẫn còn cát. Mà với số lượng mình có thể là chăm chế được thì ốc mỡ, nhưng mà tại vì á em không thích ăn ốc mà nó có cát nên em không thích. Giờ cũng có nhiều khách hàng nói là thôi cô đừng có bán ốc mỡ nữa, thì hôm nay là cô đi chợ có được ốc hương nè mọi người. Mà cái con ốc hương này của cô mớm bán á, cầm vô nó không có nhớt gì nha mọi người. Cầm vô nó rất là trơn tay luôn, nó không có bị nhớt nhớt giống như là ở những cái chỗ khác bán. Tại vì tính chất của con ốc hương này á là nó đã có cái độ nhớt nhớt rồi, mà mọi người thấy trong cái clip không, cô chà rửa rất là kỹ lắm luôn á, thì ốc hương nó mới được như vậy mọi người nha. Rất là tươi, rất là ngon. Nếu mà mọi người ai có muốn thưởng thức ốc của cô mớm để cảm nhận được cái độ tươi của ốc của cô mớm cũng giống như là nước mắm, thì hãy đến mua thử một lần nha. Xem clip em review này có đúng như sự thật em nói hay không nha mọi người nha. Đây, đây là nước mắm nè. Chén nước mắm rất là nhiều tỏi và ớt. Nãy giờ em ăn thì chưa có thấy có con ốc nào mà nó thúi hay cái gì hết cả nhà. Mà có cái con này á thì nó hơi có cát chút xíu. Thực sự ra ốc này á, dù cho mình rửa cỡ nào rửa nó cũng vẫn còn cát nha, không thể nào mà sạch hoàn toàn cát được mọi người ơi. Nhưng mà với cái số lượng cát mà nằm trong con ốc như vậy thì mình có thể là mình châm chế được, nó cũng không có đáng kể lắm, nên mình có thể là bỏ qua cái điểm trừ này cho con mớm nha cả nhà. Đây là ốc hương nè cả nhà mình. Ngon quá. Có con này cũng còn cát nè, hơi có cát tí xíu.
Nói chung, nhìn chung là ốc hương của cô Mớm hôm nay bán á tươi, sạch, ăn nó rất là ngon. Chỉ có một cái điểm trừ tí xíu thôi là nó còn cát. Nhưng mà khi mà em thấy cái cách rửa mà cô Mớm rửa ốc này á, thực sự em thấy là cô rửa quá kỹ. Cô rửa rất là kỹ luôn, có khoảng chừng 6-7 nước á. Cô rửa là khoảng 6-7 nước ốc này luôn, nhưng mà nó vẫn không thể nào sạch nổi. Cho nên cái điểm này thì mình không thể nào mà mình trách cô Mớm được nha cả nhà nha. Nên thôi, cái điểm trừ cho cát này mình xế xế cho cô Mớm. Bây giờ em review ăn ốc hương của cô Mớm tại đây thôi nha. Bây giờ em sẽ quay tiếp quang cảnh bán ốc của cô Mớm ngày hôm nay nha cả nhà nha. Tội nghiệp em trai đi không? Trả tiền rồi chứ cái ốc mà vẫn im lặng ngồi chờ đợi. Vẫn im lặng ngồi chờ đợi. Khi cô hỏi xong rồi mới nói dạ con đưa tiền cô rồi mà chưa cốc. Tội nghiệp. Đây bây giờ là chú đem ốc ra nữa nha mọi người. Còn nhiều cô? Sao? Sáu gạo năm bu nhiêu tỷ? Từ từ ai cũng có nha mọi người. Bây giờ cô Mớm bán cũng gần hết rồi nè. Thôi thì chắc có lẽ em xin kết thúc clip ở đây. Em chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ, nhiều niềm vui và nhiều may mắn nha. Chào tạm biệt mọi người. Bye bye mọi người.